Việt Anh xin kính chào quý khán thính giả đến với tình chiến sự của kênh 60 giây tình hoa. Mở đầu bản tin là video cho thấy những người lính thuộc lữ đoàn Karadag của lực lượng vũ trang Ukraine đang giao chiến với quân Nga. Tiếp đến là video được quay từ chiến trường Toretsk, ghi lại hoạt động của các binh sĩ Ukraine được yểm trợ bởi hỏa lực mạnh. Lực lượng công binh thuộc tiểu đoàn Eni của lữ đoàn Liut đã tiến hành thả mìn vào một tòa nhà có lính Nga đang ẩn nấp. Và đây là video được quay lại từ bodycam của một người lính thuộc tiểu đoàn cơ động đường không số 4 thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở khu vực Klitschivka. Давай. Чуєш? Дать мені. Зачем чи эта пташка? Мудрик летает и щах тут май летает. Щах тут летает. Мужики, хочете жить, сдавайте. Кидай гранату. Ще одну! Ще одну кидай! Підійди ближче, ближче! Кидай! На! Ще, Бетмен! Є? Давай. Право дивися, блядь. Охуеть надо. Тихо, не стреляйте. Да, непонятно. Я показываю. Заглушите его нахуй, Чемос. Ебать, да их там дохуя на. Хуй я знаю, сам.
Такі залупи ще не були, не були. Video này cho thấy một hệ thống pháo phản lực Grad, một xe tăng T-90 và một khẩu pháo của Nga đã bị bắn trúng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, đánh dấu sự phá hủy hoàn toàn của các phương tiện chiến đấu này. Video cho thấy các cuộc tấn công bằng pháo đã nhắm vào các trung tâm điều hành drone FPV của Nga tại khu vực Kherson. Trước đó, Nga đã sử dụng drone FPV để tấn công vào dân thường tại khu vực này, gây ra nhiều thiệt hại và gieo rắc nỗi sợ cho người dân. Đây là video ghi lại cảnh một chiếc xe BTR-4E Bucephalus của tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, lữ đoàn 15 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Karadag khai hỏa vào các vị trí nơi binh lính Nga đang ẩn nấp. Đây là video được quay lại từ bodycam của một binh sĩ Nga, cho thấy kết quả của một nỗ lực tấn công vào các vị trí của quân Ukraine bằng xe cơ giới của Nga. Hình ảnh cho thấy nhiều thiết bị đã bị phá hủy, chỉ còn lại một chiếc xe bọc thép chở quân BTR là còn nguyên vẹn. Ну вот он БТР. Сейчас будем заводить его. Вон 200-е лежат. Это моя 80-ка. Biệt đội Strike thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 114 của lực lượng vũ trang Ukraine đã truy đuổi và phá hủy một xe chở quân cùng lính Nga đang chuẩn bị di chuyển. Đây là cảnh quay độc đáo về một vụ đánh chặn drone trinh sát Supercam của Nga bằng drone FPV. Toàn bộ quá trình được ghi lại cho thấy sự chính xác và hiệu quả của cuộc tấn công từ phía Ukraine. Video cho thấy lực lượng tấn công của tiểu đoàn tác chiến số 1 thuộc lữ đoàn tác chiến số 15 của lực lượng vũ trang mang tên Karadag thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc phá hủy nhiều xe bọc thép của Nga tại khu vực Bokhrovk. Video này cho thấy các chiến sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang phá hủy hậu cần của Nga theo hướng Borovsky.
lực lượng đặc nhiệm số 73 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng drone Y-Ones để phá hủy một căn nhà có lính Nga đang ẩn nấp bên trong. Trong một báo cáo khác từ lực lượng này, trong một ngày họ đã tiêu diệt 10 lính Nga và làm bị thương 3 người khác, phá hủy các tòa nhà làm nơi ẩn nấp của quân địch, phá hủy một chiếc xe trong gara, một kho nhiên liệu và một kho đạn dược trong khu vực. Trong một chiến dịch, các trinh sát viên Ukraine đã thành công phá hủy các thiết bị và tiêu diệt nhân sự của Nga tại làng Tetkino, vùng Kursk. Theo thông báo từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, nhóm trinh sát Witcher có phối hợp với các lực lượng khác đã sử dụng drone để thực hiện các cuộc tấn công này. Lữ đoàn cơ giới số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine đã truy đuổi và tiêu diệt 7 binh sĩ của Nga bằng các cuộc tấn công bằng bom từ drone với độ chính xác cao gần khu vực Bokhov. Video này ghi lại cảnh hai lính Nga đang tìm cách lẩn trốn và di chuyển đến một nơi ẩn nấp dưới hào. Tuy nhiên, chiếc drone trinh sát của phía Ukraine đã phát hiện ra và tiêu diệt cả hai. Video này cho thấy, binh lính Ukraine thuộc Lữ đoàn Không vận Độc lập số 25 đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Nga. Trong video này, ba chiếc xe tăng Leopard 1A5DK và hai chiếc xe tăng Leopard 1A5 đã được phát hiện.
Mặc dù video không cung cấp địa điểm cụ thể, nhưng nhiều khả năng cho thấy chúng có nguồn gốc từ Đức và có thể đang trên đường tiến đến hướng Ukraine. Video này cho thấy xe chiến đấu bộ binh Ukraine cùng với binh lính đang vượt qua chướng ngại vật dưới nước. Và đây là một video được quay lại từ bodycam của một người lính Ukraine đang đi qua một cánh đồng với những chiếc xe tăng của Nga bị phá hủy. Kết thúc bản tin là video ghi lại một lời tâm sự của người lính Ukraine có tên là Gary. Anh thuộc đội Tora Group, đồng sáng lập dự án Tự do ở đây. Trong video, anh nói như sau. Tôi nhắc lại, tôi muốn sống. Ngay cả trong lời quốc ca của chúng tôi cũng có câu, ta chẳng tiếc máu xương để giành lấy tự do. Nhưng tôi không muốn hy sinh linh hồn và thân xác của mình cho tự do. Với tất cả những gì tôi có, tôi sẵn sàng bắn hạ kẻ thù. Tôi không sẵn sàng chết vì đất nước, nhưng tôi sẵn sàng bắn vì đất nước của mình. Vì họ đã xâm lấn vào mảnh đất của tôi, đến nhà cha mẹ tôi, không có lý do gì mà họ được phép bước vào sân nhà của tôi cả. Lính Nga, các người có bình thường không? Các người có biết cha mẹ tôi đã bỏ bao nhiêu công sức vào đây không? Họ đào từng lỗ đất, trồng từng gốm hoa. Mẹ tôi không thể ngửi được mùi hương, nhưng trong nhà bà lúc nào cũng thơm ngát. Vậy mà lính Nga dám đến đây để cướp phá sau.